cái nướng là bây giờ ổng gánh cái đồ nghề ổng về. Trời cỡ 5 giờ mấy 6 giờ mà. Tưởng đâu bữa nay ăn cá nhiều mà nhưng mà cũng không có cá. Nước cũng giật lại. Nước mưa nó lên là nước nó lên theo nước mưa chứ không phải nước do nước ở trên thượng nguồn xuống. Cổng nhà trò đúng hướng nè bà con. Bông hoa cái này là có bông quanh năm, không biết kêu bông gì. Tôi tìm về tìm lại tuổi thơ tôi, cây gió linh mùa gió lao cháy bồng, mùa biển xanh tiếng mưa ông gió mạnh. Cái lan tiêu nè, đó là cái nón cho nó con trùng trùng bông, nó cái này là mấy cái nón, còn cái này nó não nè. Cái hình ông cụ này ông bán bánh cuốn nướng là bây giờ ông gánh cái đồ nghề ông về. Trong cái mương nước năm nào đó mưa lớn cái nước nó chảy nhiều, đây là cá thôi là cá, năm nay không có con nào á. Ngắm cánh phượng hồng sân trường mỗi trưa im lặng, đừng đợi anh về vạt áo trắng này. Ta đang hái lá nhào, lá nhào này là hấp cá ăn ngon. Ở dưới quê khỏe như rau rác này nọ, ra kiếm mua ngoài để ăn được. Tê nát đệ tử. Ừ. Thấy cái đường nước mà cũng để thẳng được về lớn hồi trước nó nhỏ xíu rồi về lớn. Hồi trước cái mùa nào đó mưa nhiều cái cá nó lên nhiều, cái chở nó ra chợ mua lưới, mua lưới cho nó để nó hứng cá. Đây sẽ được nhiều thứ ấy.
À, chăm hơi thấy chân ăn nữa nè. Cái này lá nhào nè bà con, ta ăn ta lấy đọt. Cái này hấp cá làm mà móc ăn ngon lắm á. Chai thứ là móc á. Móc à, thấy cái vô mà chăm hơi mỗi cái tí đôn á. À, nó thử phân đấy. À, nó chân ăn nhá. Nó lên chuối nó túng rồi nó chơi nó dứt luôn. Những thứ đi qua nơi tôi sinh ra. Mò ốc mà được cơ chuối nha trời. Mò mà đi được mò chuối. Mò bà con hát cơ đó bà con. Mở ốc mà ra chuối nè. Tiếp đông đã. Anh đi nhau tiếp đông mùi xây cái thơ nông chóc không? Là miết mùi à? À. Lá nhào này nhà tôi cũng hay ăn, ta làm có món đặc sản của người Khmer đó. Ta lấy mấy cái lá non này để dùng hấp chung cá, cá lóc rồi làm ra cái món mình móc đó. Nó cũng nó cốt dừa rồi cái gì nãy bún rồi tỏi rồi nhớ nhớ khởi các bạn nhớ bài đó gỗ này mò hoài luôn nè bà con. Nhà nào qua đây cũng mò được gỗ. Thằng bún gì nó đâu rồi? Thế nó còn ở đây không? Nó còn ở đây. Có. Nỗi buồn tha phương một đời lưu. Người ấy quên em không chờ đợi. Ngày anh về thăm tôi tìm về tìm lại tuổi thơ tôi. Mẹ ăn cái này ta cúng của mình vô này ấy vậy. Những ngày tôi đi bò ngắm cánh phượng hồng sân trường mỗi trưa im lặng đừng đợi anh về vạt áo chặn. Thế bắt gì đâu có nhiều con tép được con hai con. Quá trơn này còn đâu nữa mà bắt. Đêm trăng non chỉ cái hồi một đá nhóc một trận. Ở đây có một đá một con tép. Ngồi lên rồi đó. Cái gì? Ngồi lên một đá luôn rồi đó. Chia tay để bây giờ tiếng hoài.
bỏ luôn bà con. Mấy cái ruộng này lên trên chùa đứng xuống nhìn đẹp. Có cái cơ quan nào tao mới xây xong rồi. Cái đó là cái cơ quan nhà nước. Hôm nay không làm cái gì. Rải phân hay không? Chưa rồi. Lẹ lẹ đi qua kia bắt cá lóc nữa kìa bà con. Cá đâu, cá lóc đâu bắt. Cá lóc hôm qua hai con vụt nó một con. Vụt nó đi mất tiêu rồi nó rồi, chờ mày tới bắt. Ở Tri Tôn này dạo này mình có mấy cái ngoài người ta bán thịt bò theo đường cũng nhiều. Thịt bò Tri Tôn là phát triển. Con nhập quả nè bà con. Bà con nãy giờ cũng hơi nhiều nhiều chứ không nhiều lắm đâu bà con. Đủ ăn rồi. Có con cua ở trên đó. Rồi. Đi đâu trong đó vậy? Đi mất tiêu. Thấy rồi đi vô. Che áo ở đây lạnh. Hàng đó đó hả? Không có hả? Thôi về mời. Để mưa tới. Nhìn trong đó gì nè. Anh xong xa xa nó mới. Bổ nè. Ôi. Mình chưa tới.
Đồ cúng mà, đồ cúng mà. Đi mò ốc bắt cua mà có bánh, có kẹo, có mít, có gì đủ thứ. Ăn cái không sao đâu. Nhớ mỗi chiều về.